Cái chợ này tính giá sao? Đẹp thì bán được cao, giá hàng cá chợ quanh số số thì bán được nó 8 đồng một con. Cả trong máy luôn anh? Đúng, có mua qua máy. Trong không 8.000 rồi, em một đống cá trên full red 66 ở trên kia, em không biết bán chỗ nào rồi. Bán cao quý á. Được 10.000 không anh? Đẹp thì chắc là được 10-12.000. Cá là xấu. 6-8 ngàn hả?